Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong một bản điểm tin đầu năm mới. Lời đầu tiên Hùng Lê xin được gửi lời chúc tới cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả các anh chị làm nghề một năm mới sức khỏe thành công và gặp thật là nhiều may mắn. Thì đây là cái bản điểm tin đầu tiên của năm mới thì Hùng Lê cũng sẽ có một vài cái góc nhìn cũng như một vài cái chia sẻ trước khi mà chúng ta sẽ đi phân tích thị trường trong cái tuần vừa qua, cứ tạm gọi là tuần vừa qua, tức là từ cái bản tin mà đến ngày mùng bản tin đến ngày sẽ xem lại bản tin đến ngày mùng 1 tháng 2 thì sau ngày mùng 1 tháng 2 thì chúng ta cũng về quê nghỉ Tết, vì vậy nên là Hùng Lê cũng không có thể cũng rất là bận, vì vậy nên là cũng không thể phân tích được cái tuần vừa qua. Và sau đó thì bản tin của chúng ta thì như thường lệ thì vẫn sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đấy là chúng ta sẽ điểm lại tình hình thị trường trong cái giai đoạn vừa qua. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhận định xu thế trong thị trường của tuần tới từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 2. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu đã phân tích ở trên các bản tin video trước cũng như các mã cổ phiếu đã khuyến nghị ở trên nhóm Samurai 01. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào vấn đề chính thì Hùng Lê có lưu ý với anh chị như sau, tức là tất cả những cái bản điểm tin của Hùng Lê up lên vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần thì nó đều có liên hệ mật thiết với nhau. Tức là bản tin của tuần này thì nó sẽ liên quan đến tuần trước, thậm chí là còn liên quan đến tuần trước nữa. Bởi vì có những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích từ rất sớm, thậm chí là từ 2-3 tuần trước thì đến bây giờ khi mà những mã cổ phiếu đấy nó chạy rồi, nó tăng giá rồi thì các anh chị mới giật mình mà ô sao bây giờ nó tăng rồi, mà những cái phần trước đó thì Hùng Lê lại không không đề cập. Thì các anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích thì nó sẽ xuyên chuỗi và xuyên suốt tất cả các bản điểm tin trong tuần. Và trong tuần có những cái cổ phiếu nào mới, có những cổ phiếu nào có dòng tiền và những mã cổ phiếu mà Hùng Lê thấy được có một cái khả năng tăng giá thì Hùng Lê sẽ phân tích vào cuối tuần. Tuy nhiên là tất cả những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì nó nằm ở cuối tuần thì nó mang tính chất là định hướng cho tuần, mang tính chất định hướng thị trường chung. Thế còn đơn lẻ cổ phiếu thì khi mà cuối tuần rồi thì có thể là cái mã cổ phiếu đấy nó đã qua mất điểm mua, thậm chí là trong trong một ngày thôi, thì tí nữa Hùng Lê sẽ cho chứng minh cho các anh chị một cái điều đấy là thậm chí là trong một một tích tắc thôi. Thì sau khi Hùng Lê khuyến nghị ở trên nhóm Chiến binh Samurai 01 một cái thì mã cổ phiếu đấy lập tức tăng, và nó cái thời điểm mà cái mã cổ phiếu mà nó chuyển từ pha xu thế giảm sang pha xu thế lình xình và từ lình xình mà chuyển sang pha xu thế tăng thì nó sẽ rất là nhanh. Đó, vì vậy nên là trước đây thì Hùng có sử dụng 3 kênh. Hùng lưu ý lại với các anh chị là Hùng có sử dụng 3 kênh để tương tác với quý anh chị nhà đầu tư. Thứ nhất là trên YouTube, thì ở dưới những cái bản tin thì các anh chị có thể comment ở trên kênh Facebook chứng khoán, cũng hoàn toàn tương tự chứng khoán gạch ngang 100 bằng chơi chết tín. Thì Hùng Lê cũng hàng tuần thì Hùng Lê cũng có up bản tin lên đây, và các cái lead chat thì ngày xưa thì Hùng Hùng đã sử dụng trên kênh Facebook để Hùng chat với quý anh chị nhà đầu tư rất là nhiều. Tuy nhiên là sau một thời gian thì Hùng thấy rằng là nếu mà chúng ta phân tán ở nhiều kênh như thế thì chúng ta cũng sẽ rất là khó, chúng ta cũng cũng sẽ rất là khó để mà bao quát hết được toàn bộ các cái góc nhìn giúp cho cộng đồng nhà đầu tư. Và vì vậy đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đã chuyển hết tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta sang một cái kênh duy nhất, đấy là kênh Zalo. Thì những anh chị nào mà theo dõi những cái bản điểm tin của Hùng Lê mà chưa add Zalo của Hùng Lê thì các anh chị có thể vui lòng add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968 279 555 để có thể tham gia tương tác cùng với các anh chị em trên team Chiến binh Samurai 01 cũng như tương tác cùng với cả Hùng Lê. Thì hiện tại trên nhóm Chiến binh Samurai 01 thì Hùng Lê đang 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 mở và để phục vụ cho tất cả những cộng đồng nhà đầu tư, vừa là những nhà đầu tư là khách hàng của Hùng Lê cũng như là một số các cái anh chị nhà đầu tư đang mở tài khoản ở tại các công ty chứng khoán khác. Thì lúc nãy Hùng có đề cập đến vấn đề là chúng ta xem các cái bản điểm tin hàng tuần của Hùng Lê thì chúng ta sẽ có một cái sự định hướng.
định hướng về xu thế của tuần. Nhưng riêng lẻ các mã cổ phiếu thì chúng ta phải đánh phải 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 theo dõi một cách thực chiến, tức là thời gian thực. Thì đây, ví dụ như là các anh chị có thể thấy là ngay lúc 9 giờ 32 phút ngày 9 giờ 32 phút Hùng sẽ mở lại cái mã cổ phiếu HPG. HPG đấy là ngày lúc đấy lúc đó là ngày ngày 13 tháng 2. Đó thì lúc đấy là khoảng tầm 9 giờ 32 phút thì Hùng có nhận thấy là cổ phiếu HPG đang có những cái sự chuyển pha nhất định, và nền giá 30, Hùng đã khuyến nghị anh chị là nền giá 30 thì là một cái nền giá mà anh chị em ta cần phải lưu tâm lúc này. Và nếu cổ phiếu này bật qua vùng giá 30 với vol xác nhận thì đây cũng là một điểm nhấn để đầu tư trong trong năm nay. Thì ngay sau khi mà Hùng Lê có khuyến nghị ở trên room thì sau đó khoảng tầm độ 5 phút thì cổ phiếu HPG đã bật qua giá 30, và rất nhiều các anh chị em và lực cầu tại cái vùng giá 30. Khi đó thì Hùng Lê có quan sát là lực cầu tại vùng giá 30 cực kỳ tốt, và sau đó thì cổ phiếu đã bật tăng. Thì đấy là một cái điểm mua của HPG rất là tốt, đúng không ạ? Và những anh chị chúng ta mua ở trong cái phiên ngày 13 tháng 2 thì đến thời điểm hiện tại, tức là phiên kết tuần ngày hôm nay, thì cổ phiếu đã về T2 rồi, và đến sang thứ hai thì cổ phiếu sẽ về đến tài khoản. Như vậy là chúng ta sẽ được lợi T và lợi về giá. Ở ngày hôm nay thì một số các anh chị cũng có hỏi là có mua HPG được nữa không, thì thực sự nó rất là khó. Cái câu được hay không thì nó khó, nhưng khi mà cổ phiếu đã qua mất những cái điểm mua đẹp thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ bị chậm về giá và chậm về T, thì cái mức độ rủi ro của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Hay như là trong ngày hôm nay thì có một mã cổ phiếu, trong ngày hôm nay thì có một mã cổ phiếu đấy là VRC. VRC thì Hùng cũng đã chat cho các anh chị, đúng không ạ? VRC. Lúc đó thì VRC đang 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 ở khoảng vùng giá. Hùng sẽ mở lại tại vì là cũng khá là nhiều trên room thì là rất rất là nhiều nhiều các bạn tương tác và cũng hỏi. Vì vậy nên là các anh chị chờ một tí. Đây, lúc đó là khoảng tầm 11 giờ thì Hùng đã chụp một cái bức ảnh cùng với cả một khuyến nghị VRC. Thì mã cổ phiếu VRC thì Hùng đã cũng đã có phân tích ở trên trên các bản điểm tin ở các tuần trước, và sau đó thì Hùng có đề cập đến cái vùng giá 17, vùng giá 17, và cái vùng giá 17 là một cái nền tích lũy khá là tốt của VRC. Thì Hùng đã theo dõi cổ phiếu này từ những tuần ở trước Tết, và trong ngày hôm nay cái lúc đó khoảng tầm 11 giờ thì Hùng thấy rằng VRC đang có những cái dấu hiệu bứt phá qua cái vùng giá 17.5. 17.5 thì đã khuyến nghị cho tất cả các anh chị em là chúng ta có thể tham gia ngay. Nếu những anh chị nào mà lúc đó thì có những anh chị mua được giá 17.4, cũng là một cái vùng giá rất là đẹp của VRC. Còn một số các anh chị thì mua được vùng giá 17.5. Và một cái điểm mua nó rất là đẹp như thế thì nó cũng chỉ diễn ra trong tích tắc, và sau đó thì kết phiên VRC đã có một mức tăng. Đây các anh chị có thể thấy là mức tăng kịch trần, tức là 18.15. Thì như thế là những anh chị mà mua được ở vùng giá 17.4 đi, 17.4 thì cũng là một cái mức đã có một cái mức lợi nhuận trong cái vùng T0. Và mã cổ phiếu này thì Hùng Lê đánh giá rất là đẹp. Đó. Thì cái việc mà khi chúng ta tham gia những cái nhóm đầu tư thì chúng ta có được những cái lợi thế nhất định. Và rõ ràng một điều là trên cái nhóm Chiến binh Samurai 01 thì Hùng Lê cũng thấy có một số các anh chị có những cái nền tảng kiến thức cực kỳ tốt, và bản thân thì Hùng Lê cũng ít khi xuất hiện ở trên room.
Bởi vì là chỉ có lúc những lúc mà có những cái điểm nhấn của thị trường hoặc là lúc có những cái mã cổ phiếu vùng lên thấy là ok thì Hùng Lê mới xuất hiện. Còn gần như Hùng Lê chỉ quan sát các anh chị tương tác với nhau. Còn Hùng cũng 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 ít khi khi là trừ khi là còn bởi vì Hùng cũng đang 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 triển khai một số các cái công việc khác song song với lại là cái mảng đầu tư chứng khoán Việt Nam. Đấy là Hùng đang chuẩn bị cho một cái dự án về Forex, thì đấy cũng là một cái mà Hùng đang triển khai, thì sẽ khá bận nhiều thời gian. Và ở trên 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 nhóm thì Hùng sẽ xuất hiện những lúc mà Hùng cần xuất hiện, tức là những lúc có những cái điểm nhấn của thị trường, những lúc mà cổ phiếu có những cái mã cổ phiếu mà Hùng thấy là ok thì Hùng sẽ up lên để cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng 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 tham khảo. Thì đấy là những cái ưu việt mà lúc mà chúng ta tham gia Zoom. Còn cái việc là quyết định đầu tư hay quyết định mua bán, đấy là của tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Bởi vì là mỗi người đều có một cái quyết định, mỗi người đều có một cái yêu thích, mỗi người đều có một cái sở trường về những cái mã cổ phiếu khác nhau. Vì vậy nên là chúng ta sẽ dựa vào những cái yêu thích của mình để chúng ta có thể là tham gia đầu tư. Thì thì chúng ta có thể tham gia đầu tư, và trong một quãng thời gian của các cái bản điểm tin thì Hùng Lê nhắc lại với các anh chị là những bản điểm tin của Hùng Lê thì nó sẽ xuyên suốt và nó sẽ liên kết. Các cái bản điểm tin nó sẽ liên kết với nhau. Các cái mã cổ phiếu cũng hoàn toàn tương tự như thế. Khi Hùng Lê phân tích thì nó sẽ sâu chuỗi lại, và để chúng ta có một cái con đường và chúng ta có một cái góc nhìn dài nhất về thị trường. Thì trước khi mà đi vào thị trường của chứng khoán của Việt Nam thì Hùng trong những cái bản tin phân tích trước thì Hùng có đề cập đến cái tính chu kỳ, tức là tính chu kỳ quý 1 của thị trường chứng khoán Việt Nam thì thường từ năm 2010 đến đến thời điểm 2018 thì trong quý 1 thị trường chứng khoán Việt Nam đều tăng điểm, và rõ ràng là quý 1 của 2019 thì cũng đang nhen nhóm những cái yếu tố là thị trường của chúng ta tốt. Tại vì sao? Tại vì những cái chính sách về kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì các anh chị có thể đọc trên các báo, trên các diễn đàn thì cực kỳ ok. Cái thứ hai nữa là cái cuộc chiến tranh thương mại của giữa Mỹ và Trung Quốc thì đang có những cái dấu hiệu lắng dịu. Đặc biệt là sau cái cuộc gặp lần thứ nhất thì Hùng Lê đang thấy rằng phía Trung Quốc cũng đang có những cái nhượng bộ nhất định để tránh những cái tổn thất về nền kinh tế hiện tại. Và những cái động thái của phía Trung Quốc thì Trung Quốc đã nhập khẩu rất nhiều các cái mặt hàng từ Mỹ, đặc biệt là các mặt hàng về nông sản như là lúa mì. Đó, thì để như thế thì là những cái động thái đó thì cũng sẽ làm xoa dịu đi cái nỗi lo về cuộc chiến tranh thương mại. Và một cái điểm nhấn thứ hai nữa đó là gọi là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên thì lại được thông tin thì chưa chính thức nhưng mà đã được đăng tải vào một số cái thông tin báo mạng thì được tổ chức tại Hà Nội, thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố về chính trị cực kỳ tốt sẽ ủng hộ cho thị trường chứng khoán Việt Nam, giống như lúc mà APEC được tổ chức thành công tại Việt Nam, đúng không ạ? Thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những cái bước đột phá rất là tốt. Và thêm một phần nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Từ thủ tướng đến tất cả các bộ ngành thì đều đang chỉ đạo và đang có những cái hướng để phát triển nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, thì đấy là những cái yếu tố tích cực. Và cùng với đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trước Tết thì cũng có đề cập đến chỉ số Dow Jones và một số các cái chỉ số chứng khoán ở khu vực thì nó đang song trùng với một cái nhịp hồi của chứng khoán Việt Nam. Và hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chỉ số Dow Jones 30 thì đã break qua cái vùng cản, đấy là cái vùng khoảng 25.000 điểm. Thì sau đó thì sau mà khi mà vượt thoát qua thì Dow Jones đang có những cái phiên test nhẹ, và những cái chỉ báo hiện tại thì cũng đang thấy là Dow Jones sẽ có một cái nhịp chỉnh, bởi vì là khi mà cái mây
những cái giải mây mà đang lớn dần ra thì xu thế của cổ phiếu và xu thế chung thì nó sẽ có xu thế kéo kéo ngược về lại về phía mây và dẫn đến việc là một cái nhịp chỉnh, có thể là sẽ có một cái nhịp chỉnh ở trong tuần này, trong tuần tới thì nó cũng sẽ song trùng với lại, có khả năng nó sẽ song trùng với cả chỉ số VN Index của chúng ta. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào chỉ số VN Index của chúng ta. Chúng ta cùng nhìn qua một số các chỉ báo khác, ví dụ chỉ báo Shanghai thì Shanghai cũng đã có một nhịp tăng và chỉ số chứng khoán VN Index của chúng ta cũng có một nhịp tăng. Thì hiện tại thì chỉ số Shanghai của Trung Quốc thì nếu xét ở trong một cái góc độ ngắn hạn thì khả năng Shanghai sẽ tiếp tục có một cái nhịp tăng lên khoảng vùng 2.800 đến vùng 2.900 điểm. Và chỉ số Nikkei thì cũng có một nhịp tăng, một cái nhịp hồi đúng không ạ? Một cái nhịp hồi. Nó cũng song trùng với chỉ số chứng khoán Việt Nam và hiện tại thì Nikkei cũng đang gặp khó tại vùng cản Fibo 38.2 nếu như chúng ta xét ở trong một góc độ ngắn hạn. Đó thì đấy là những cái yếu tố thị trường ở bên ngoài thì chúng ta cũng điểm qua để chúng ta có được cái tiên lượng về thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đầu tiên thì chúng ta cùng đi cổ phiếu VIX. Thì đối với VIX thì Hùng đã không khuyến nghị các anh chị đầu tư từ lâu rồi, bởi vì hiện tại thì VIX cũng đang có một cái nền đi khá là rích rắc và khá là khó chịu. Và những cái nhịp đánh sốc như thế này thì có lẽ là cũng ít nhà đầu tư của chúng ta theo được và cái mức độ rủi ro thì nó cũng sẽ rất là lớn. Và khi VIX chạm về vùng 112 thì đây cũng là cái vùng kháng cự cũng khá là dài của ấy, thì khả năng là tuần tới thì VIX sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. VIX sẽ có những cái nhịp điều chỉnh và hy vọng là VIX sẽ chỉnh không sâu. VIX sẽ chỉnh không sâu để giữ nhịp cho thị trường, bởi vì rõ ràng một điều là khi mà trong hai ngày cuối tuần thì những cái mã ngành khác, ví dụ ngành ngân hàng, một số các cái ngành khác, một số các cái trụ của các blue chip đã điều chỉnh thì rất may đấy là họ nhà VIX, gồm có VIX, Vinhome và VRE đã giữ nhịp cho thị trường để giúp cho thị trường không giảm sâu, thì đấy là một cái điều rất là tích cực cho thị trường. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là VIX sẽ sang tuần tới thì VIX sẽ lình trình ở quanh vùng giá 110 đến 112 để giữ nhịp cho thị trường. VHM, đối với Vinhome thì sau khi mà Vinhome cái vùng Hùng phân tích ở đây là khoảng vùng 82 đến vùng 83. Đấy là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của Vinhome, thì thường thường khi chạm về vùng kháng cự thì cổ phiếu này sẽ lình trình, và hiện tại thì như thế là sau khi mà chạm về cái vùng 82 thì Vinhome đã hai lần chạm về thì Vinhome đã đều bật lại ở cái vùng nền tích lũy gần nhất, đấy là vùng nền ở vùng cái vùng vùng nền 80. Tuy nhiên với những cái tín hiệu hiện tại, thì Hùng Lê đánh giá rằng là Vinhome sẽ tiếp tục tăng giá ở trong tuần tới. Cái nhịp chỉnh này của Vinhome thì khả năng nó cũng chỉ chỉnh về vùng, nếu có chỉnh thì nó cũng sẽ không chỉnh sâu. Nó có chỉnh thì nó sẽ cũng chỉnh về vùng 80. Về vùng 80 và sau đó thì sẽ có một cái nhịp hồi phục từ nền 80 này lên cái vùng khoảng vùng 90, thì như thế cũng là một cái nhịp đánh để song trùng với cả một cái nhịp và giữ tăng cho chỉ số VN Index. VRE thì đối với VRE thì hôm nay cũng có một số các anh chị ở trên Zoom có hỏi là có mua VRE không. Thì VRE thì thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá là chúng ta sẽ không nên mua, bởi vì VRE đang có một nhịp đánh khá là ngắn. Tại sao khá là ngắn? Bởi vì Hùng đánh giá khoảng ở vùng 28.5. Mỗi lần VRE chạm về vùng 28.5 thì VRE đã có một cái nhịp tăng lên. Đây các anh chị có thể thấy hồi phục, thì vùng 28.5 mới là cái điểm mua của VRE. Còn khi VRE đã chạm về vùng 31.5 thì đấy là một cái vùng chúng ta sẽ canh để chúng ta bán ra. Thì rõ ràng một điều là trong ngắn hạn thì VRE chạm về vùng 31.5 cũng là một cái vùng kháng cự ở kênh kháng cự trên, thì đương nhiên là khi chạm về vùng kháng cự thì cổ phiếu sẽ bị đánh xuống. Và đánh xuống đâu thì chúng ta sẽ quan sát giúp Hùng Lê cổ phiếu VRE vùng 30.5. Ở vùng 30.5 nếu cổ phiếu này tiếp tục trụ được tích lũy và chỉ cần một phiên break thoát khỏi qua một cái kênh xu thế giảm trên này thì như thế thì VRE sẽ có một cái nhịp tăng mới khá là tốt, bởi vì là dòng tiền hiện tại thì Hùng đánh giá là cũng đang khá là ok rồi. Dòng tiền hiện tại của VRE cũng đang khá là ok. Cái điểm xanh xanh này là cái điểm Hùng đánh dấu đấy là cái điểm kết của phiên ngày 1 tháng 2, tức là cái phiên cuối cùng mà khi Hùng Lê phân tích của bản điểm tin ở trước Tết, thì để Hùng đánh dấu như thế này để Hùng có một cái mốc
để tiện và dễ theo dõi. Chúng ta cùng đi các cái mã cổ phiếu của họ dầu khí. Đầu tiên sẽ là GAT. Thì đối với GAT, Hùng cũng đã khuyến nghị ở trên room. Ở trên room khi mà và cũng đã phân tích ở trong các cái bản tin trước, khi mà GAT có một cái nền nền hỗ trợ tại nền 889 đến nền giá 90. Nền giá 89 đến nền giá 90 thì đấy là một cái nền hỗ trợ rất là tốt của GAT, và nếu như cái nền này không bị phá vỡ thì và có những cái phiên mà xác nhận thì cổ phiếu này đi lên thì như thế GAT cũng sẽ là một nhịp để chúng ta có thể tham gia đầu tư. Thì trong phiên ngày ngày 11 tháng 2 thì GAT đã có một cái lực đánh khá là tốt và đẩy GAT vượt thoát lên vùng giá 90.5. 90.5 đây là một cái điểm mua rất là đẹp của GAT, đủ để chúng ta đánh T cộng, đủ để chúng ta đánh T cộng, và hiện tại thì GAT đã tăng lên ở vùng giá 94. Một số anh chị đã hỏi Hùng Lê ở trên room ngày hôm nay là GAT có mua được hay không, thì Hùng Lê có trả lời là GAT đã khuyến nghị cho các anh chị ở khoảng vùng giá 90.5. Còn cái việc mua được hay không thì thực sự là rất khó để trả lời cho quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị chậm T và chúng ta sẽ bị bất lợi về giá, thì đấy là cái điều đương nhiên và ai cũng hiểu cái việc đó. Còn được hay không thì nó cũng sẽ rất là khó trả lời, bởi vì rõ ràng là khi cổ phiếu nó tăng thì không chỉ tăng có một hai phiên, mà khi cổ phiếu đã vào trend vào sóng thì cổ phiếu nó sẽ tăng cả tuần hoặc thậm chí cả tháng. Tí nữa Hùng Lê sẽ chứng minh cho các anh chị, ví dụ như là cổ phiếu SGS chẳng hạn, thì tí nữa ông sẽ phân tích sau đó, thì một cái trend tăng của SGS rất là dài, hoặc là VGC đó, thì nó có một cái nhịp tăng rất là dài đó. Thì hiện tại đối với GAT thì Hùng đang thấy có những tín hiệu rất là tích cực, và GAT cũng sẽ là một cổ phiếu tâm điểm để nhà tạo lập nâng đỡ và nhà tạo lập sử dụng để điều phối các chỉ số của thị trường để giúp cho thị trường cân bằng trong những cái thời điểm cần thiết nhất. Còn trên xu thế hiện tại thì GAT đang cho chúng ta thấy một xu thế tăng giá rất là tốt khi mà đường MACD tiếp tục mở rộng ra, thì đấy là một cái điểm rất là tích cực để giúp cho cổ phiếu này có thể giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên là GAT cũng sẽ gặp một cái vùng cản lớn ở vùng 96.5. Khi về vùng 96.5 và thậm chí là về đến vùng 997 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp chỉnh, về đến lúc đó thì có những cái tín hiệu thì cũng sẽ cảnh báo cho các anh chị ở trong phiên. PVD, các anh chị có thể xem lại các cái bản điểm tin trước của Hùng Lê khi Hùng Lê phân tích PVD ở những cái thời điểm rất sớm. Đây, những cái thời điểm mà khi đó PVD đang ở vùng giá 15.5, 15.5 đến 15.4, thì đấy là những cái thời điểm Hùng Lê thấy rằng những cái dòng tiền đã được kích hoạt và cái nền tảng của cổ phiếu đã được kích hoạt đủ và để giúp cho chúng ta có thể mở các cái điểm mua rất là an toàn và rất là tuyệt vời. Thì sau đó thì PVD hiện tại đang ở vùng giá 17. Thì một số các anh chị trong team thì cũng có hỏi Hùng Lê là có bán PVD hay không, thì Hùng trả lời là không. Hoặc nếu có thì chúng ta ở vùng 17 chúng ta sẽ ra khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 4 số cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ. Bởi vì Hùng Lê thấy rằng cái nhịp đánh này của PVD, khả năng thì PVD sẽ có những cái nhịp đánh tốt hơn. Và cái việc mà PVD có gạt vượt được cái vùng cản 17.5 thì Hùng nghĩ là trong tầm tay trong tuần tới thôi. Khả năng là khi chạm về 17.5 thì cổ phiếu này sẽ lình xình và sau đó sẽ có nhịp đánh vượt thoát vùng 17.5 để đi tiệm cận về khoảng vùng 19. Vùng 19 thì nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ hợp lý hơn ở trong cái nhịp đánh này. Mình sẽ xem lại một tí. Ok, đúng rồi, sẽ về vùng 19 thì sẽ là hợp lý nhất của nhịp đánh PVD ở trong cái nhịp này. Thì đối với cổ phiếu PVD thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị từ rất sớm. Thêm một mã cổ phiếu nữa là PVS, thì PVD và PVS thường chạy song trùng với nhau. PVD và PVS thường chạy song trùng với nhau, và PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như trong một cái thời điểm mà một cái nền tích lũy tại cái vùng nền 19, 18.5. 18.5 đến vùng 19, đây là một cái nền tích lũy của PVS, và chỉ cần khi PVS có những cái tín hiệu mà đẩy qua được cái vùng này thì chúng ta có thể tham gia mua. Tuy nhiên đối với PVS hiện tại thì sau một cái lực tăng như thế này thì khả năng thì Hùng đánh giá là PVS sẽ test lại ở vùng 19, quanh vùng 19 một tí, hoặc là vùng khoảng vùng 19.2.
19.2 thì như thế sẽ rất là hợp lý khi test lại về vùng này, và sau đó thì PVS sẽ có một nhịp song trùng để đi lên, để nó cũng cùng cùng nhịp với cả PVD và cùng với dòng dầu khí. Trên một số chỉ báo ngắn hạn thì PVS đang đi vào vùng quá mua, về vùng quá mua, vì vậy nên là những cái phiên điều chỉnh này là cái phiên điều chỉnh kỹ thuật, và những phiên điều chỉnh này là những phiên điều chỉnh cần thiết để cổ phiếu lấy đà và để cổ phiếu tiếp tục đi lên. PLX, đối với PLX là một mã cổ phiếu rất là yêu thích của Hùng Lê. Hiện tại thì PLX thì Hùng đã phân tích xuyên suốt tất cả các bản tin. PLX đã có một cái nền tích lũy và một nền hỗ trợ khá là tốt tại vùng giá 53 đến khoảng vùng giá 55. 50 53 vùng giá 53 đến vùng giá 55 thì đây là một vùng hỗ trợ cũng đang khá là, cứ tạm gọi là khá là dài hạn, bởi vì khi mà chạm về vùng này thì cổ phiếu này cũng đã có những cái bứt thoát lên. Thì đối với PLX thì ở vùng giá 55, và với những cái tín hiệu mà chúng ta quan sát ở trong phiên thì chúng ta có thể mở mua PLX ở phiên ngày 11 tháng 2, khi mà PLX có những cái điểm mà thoát gãy thoát khỏi vùng giá 55. Và hiện tại thì PLX đang có hai phiên test chỉnh sau những cái phiên tăng mạnh, thì với những cái tín hiệu test chỉnh như hiện tại thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát PLX ở trong những phiên tuần tới, nhưng khả năng cao thì PLX nếu trong nhịp này thì PLX sẽ chạy về khoảng vùng giá 60.5, thì về đến vùng này thì khả năng PLX cũng sẽ chỉnh lại, bởi vì là cũng chưa thể tăng mạnh được, chưa thể tăng mạnh được. Rồi ok, thì cổ phiếu này nếu mà tích cực thì cổ phiếu này sẽ test chỉnh lại ở quanh khoảng vùng giá 56, và sau đó thì sẽ có một cái nhịp hồi phục, sẽ có một nhịp hồi phục đi lên. Thì đối với PLX thì đánh giá ở trong nhịp này vẫn khá là ok. Chúng ta cùng đi một mã cổ phiếu trụ nữa, đấy là BVH. Đối với BVH thì rất nhiều các bản tin chúng ta đã đề cập đến mã cổ phiếu này, thì mã cổ phiếu này nó cũng chỉ mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt thị trường. Nó cũng không đáng để chúng ta đầu tư, bởi vì rõ ràng là khi chúng ta đầu tư những mã cổ phiếu như này thì nó cũng sẽ khá là khó, và khả năng cao thì BVH sẽ vẫn lình trình ở quanh vùng giá 94 đến vùng giá 95. 94 đến 95. Và nếu mà tăng được nữa thì hiện tại thì Hùng chưa thấy là những cái động lực tăng giá của BVH đang bị kìm lại, và khả năng BVH sẽ chỉnh ở trong tuần tới, và mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không khuyến nghị đầu tư. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì trong một cái chu kỳ tăng giá trong một cái chu kỳ tăng giá dài hạn thì vùng giá 110 là một cái vùng hỗ trợ cũng khá là dài và khá là tốt của Vinamilk. Và khi chạm về cái vùng này thì cổ phiếu Vinamilk đã có những cái nhịp bật thoát đi lên, và trong các cái bản tin phân tích trước thì Hùng Lê có đề cập đến quý anh chị nhà đầu tư. Đấy là Vinamilk có một cái vùng giá 135. Vùng nền 135 là một cái vùng nền mà nó sẽ xác định những cái xu thế tiếp theo của Vinamilk. Nếu như Vinamilk không thủng vùng 135 và có những cái phiên đánh vừa thoát lên cùng với vol xác nhận thì như thế Vinamilk sẽ tiếp tục một xu thế tăng giá. Các anh chị cứ xem lại những bản tin video trước đây của Hùng Lê, xem mà Hùng Lê có nói như thế không. Thì đối với Vinamilk thì trong phiên ngày 11 tháng 2 thì Vinamilk đã có một phiên vừa xác nhận về giá và vừa xác nhận về vol. Cùng với đó thì chúng ta cũng có thể thấy xung lực dòng tiền khá là tốt, và đường MACD đang mở ra. Nhưng MACD đang mở ra và một số các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy rằng cái nhịp test chỉnh của Vinamilk đã test chỉnh thành công, và Vinamilk đã vượt thoát đi lên. Và trong cái nhịp này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Vinamilk sẽ đánh từ cái nhịp đây về đến vùng 150. Và các anh chị lưu ý là đây cái có một tuần là từ ngày mùng 7 tháng 1, Hùng Đê đã chat và đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư là chúng ta, thậm chí Hùng Lê là khuyến nghị trên room là có thể mở mua Vinamilk ngay ở trong phiên này.
ngay ở trong phiên này, và khi chạm về vùng 135 thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 135. Thì như thế là những anh chị mà mua được từ vùng tối đa ở trong phiên ATC ở đây thì Vinamilk có những cái điểm mua của Vinamilk rất tốt, thậm chí là phiên tối đa nó chỉ 130 thôi. Đó, thì những cái điểm mua của cổ phiếu hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng để giúp chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận cũng như tối ưu hóa được những cái yếu tố rủi ro và bất thường. SAB, đối với SAB thì nó cũng mang tính chất giữ nhịp cho thị trường rất là lớn. Thì trong những bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến SAB ở vùng giá 140, vùng giá 240. Thì cái nền giá của 240 là cái nền giá hết sức là quan trọng của SAB. Nếu như cổ phiếu này mà bị thủng nền 240 thì cổ phiếu này sẽ giảm, và hiện tại thì SAB đang cố gắng lấy lại ở vùng nền 240. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở trong những phiên tuần tới, thì khi mà VIX, họ nhà VIX suy yếu đi, cùng với đó thì nhà nếu như nhà tạo lập muốn thị trường của chúng ta đi xa hơn thì cổ phiếu SAB sẽ là một trong những cổ phiếu mà các nhà tạo lập sẽ nâng đỡ thị trường. Ở trên những cái xu thế hiện tại thì Hùng Lê đang thấy rằng ở SAB đang đóng cửa ở vùng giá 238.4, cũng là một cái vùng nền giá nó không quá là tiêu cực, không quá là tiêu cực, và những cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy một cái sự phục hồi nhất định của SAB. Thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là trong tuần thì SAB sẽ đánh lại về cái vùng đây là vùng 250 này, đây là vùng 250 đã. Đánh về lại vùng 250, và từ vùng này thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo khi mà chúng ta quan sát để chúng ta tiếp tục phân tích. VDC. VDC thì đối với VDC, các anh chị là một trong những cái mã cổ phiếu về hàng không thì Hùng đã phân tích rồi. Đây là cái phiên mà Hùng khuyến nghị các anh chị mua. Trong phiên này thì có thể các anh chị sẽ mua tối đa, vùng nền giá tối đa trong phiên ATC cũng là vùng giá 117. Và trong phiên ngày hôm đây trong phiên ngày ngày 13 tháng 2 thì Hùng đã chat ở trên Zoom, và Hùng khuyến nghị tất cả các anh chị là trong bộ các cổ phiếu về hàng không thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chốt VDC bán ở trong phiên ngày 13 tháng 2 luôn, các anh chị cứ kiểm tra lại trên Zoom. Bởi vì khi đó Hùng Lê thấy rằng những cái tín hiệu hiện tại của VRC nó đang rất VDC nó đang rất là xấu. Khi mà những cái tín hiệu ở vùng quá mua, khi mà tín hiệu khi gặp về cái vùng khi mà cổ phiếu này đạt về vùng 125 đến vùng 126 thì đây đã đạt về vùng quá mua rồi. Và khi đạt về vùng quá mua thì cổ phiếu sẽ giảm, và một là cổ phiếu sẽ giảm nhẹ rồi vòng lên, hai là cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh. Thì so với việc là để chúng ta sẽ không thể tiên lượng được là cổ phiếu sẽ giảm như thế nào thì tốt nhất là chúng ta nên tất toán và để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Và các anh chị có thể thấy là sau đó thì hai cây nến cuối tuần thì VDC đã rơi rất là mạnh, và VDC lại bắt đầu rơi lại về một cái vùng nền ở dưới. Đó, thì cái việc mà chúng ta theo dõi những cái tín hiệu của cổ phiếu thì hết sức là quan trọng. HVN, đối với HVN thì Hùng đã phân tích cho các anh chị ở trong ngày hai từ ngày 28 tháng 12 tại khoảng nền giá 34.5. Hiện tại thì HVN đã có một nhịp chạy tương đối khá từ vùng 34.5 lên tiệm cận đến vùng đỉnh cũ, đấy là vùng 42. Thì rõ ràng một điều là khi mà cổ phiếu chạy như thế này và tiệm cận về vùng đỉnh cũ thì đương nhiên là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp test chỉnh. Các anh chị lưu ý cho Hùng là nhịp test chỉnh nó sẽ khác với những cái nhịp test chỉnh nó sẽ khác với những cái nhịp mà phân phối giảm nhé. Nhịp test chỉnh thì hiện tại Hùng đang đánh giá hai phiên của HVN hiện tại là hai phiên test chỉnh, và tối đa được phép test chỉnh, không được phép thủng vùng giá 40. Các anh chị lưu ý cho Hùng lên là tối đa không được phép test chỉnh thủng vùng giá 40. Và nếu một cái cây nến nào đó, một cái nến ngày nào đó ở trong tuần tới đóng cửa thủng vùng giá 940 cùng với một cái vol xác nhận khoảng tầm độ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái thời điểm để chúng ta bắt buộc chúng ta phải tất toán, bắt buộc chúng ta phải tất toán. Và khi mà một cái mã cổ phiếu mà tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ như thế này thì chúng ta cũng nên ra dần. Tức là ví dụ như là chúng ta có khi chúng ta mua thì cũng chúng ta chia thành 3 điểm mua, thì khi chúng ta bán hoàn toàn tương tự như thế. Chúng ta có thể ra 1/3 ở quanh khoảng vùng giá 40.5.
đúng không ạ? 40.5, 1 phần 3, 40.5, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và sau đó nếu cổ phiếu này vòng lại chúng ta sẽ tiếp tục giữ, nhưng nếu cổ phiếu này không 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 vòng lại thì chúng ta sẽ tiếp tục bán ra 1 phần 3 tiếp, và khi thủng vùng giá 40 thì chúng ta sẽ tất toán hết. Đó, ví dụ như thế, thì như thế chúng ta cũng sẽ rất là hợp lý và rất là khoa học và rất là logic cho chúng ta. ACV cũng là một cái bộ ba trong cái mã, những cái mã cổ phiếu về hàng không. Và ACV thì Hùng đã cũng theo dõi cổ phiếu này rất nhiều. Hiện tại thì Hùng thấy rằng một nền tích lũy của ACV, một cái nền tích lũy của ACV quanh nền giá 83 rất là đẹp, rất là đẹp. Nếu như chúng ta nhìn đến ngày như thế này thì chúng ta có thể thấy là nó rích rắc, nó rất là khó chịu. Nhưng nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta có thể thấy rằng nền giá 83 rất là đẹp. Và cái vùng giá 83 cũng là một cái vùng hỗ trợ, cũng một vùng hỗ trợ khá là tốt trong ngắn hạn của ACV. Và những tín hiệu hiện tại thì Hùng đang cho thấy rằng là xung lực dòng tiền thì đang khá là ok. Đường MACD đang chuyển pha xu thế, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác đang ủng hộ cho một cái xu thế tăng giá của ACV. Thì ACV sẽ cần phải vượt thoát lại nền giá 90 ở đây. Sẽ cần vượt thoát lại cái nền giá 90 này để hình thành nên một cái nhịp tăng mới, một cái nhịp tăng mạnh mẽ hơn. Thì cũng đánh giá là đây là một trong những cái mã cổ phiếu cũng cơ bản tốt. Thì cái điểm mua hiện tại thì nó không còn, về vùng giá 86 thì chúng ta sẽ không còn, ta chỉ có thể mua được ở vùng giá 83 thôi. Cùng lắm là sẽ đến vùng 83.5, thì bây giờ đến vùng 89, 87, 88 rồi thì đây không còn là những cái điểm mua đẹp của ACV. Một cổ phiếu nữa liên quan đến hàng không Hùng sẽ phân tích luôn, đấy là NCT, nhạc của tôi. Thì đối với mã cổ phiếu này, nó cũng là mang một cái tính độc quyền khá là lớn, bởi vì là các anh chị có thể xem những cái thông tin cơ bản, và Hùng đang đánh giá ở mã cổ phiếu này. Hôm mà cổ phiếu này chỉnh về vùng dưới này, Hùng không kịp vùng 666. Vùng 66 thì Hùng không có kịp mua. Bởi vì Hùng rất yêu thích cái mã cổ phiếu này. Cổ phiếu này cũng là một trong những cái mã cổ phiếu rất yêu thích của Hùng Lê. Bởi vì hàng năm thì cái cổ tức trả bằng tiền rất là lớn, mà gần như là chỉ trả cổ tức bằng tiền thôi, không chia cổ tức bằng giấy. Thì đấy là một trong những cái doanh nghiệp Hùng rất là thích. Tuy nhiên với đường giá hiện tại thì khi mà cổ phiếu này thì nó lại không mang một cái tính chất là chúng ta lướt sóng, mà chúng ta mang một cái tính chất chúng ta đầu tư rất là lâu và rất là dài. Đó, thì cứ về khoảng cái vùng giá Hùng đang tiên lượng ở khoảng vùng giá 60, thì là vùng giá 60 đến vùng giá 65 thì đấy là một cái nền giá khá là hợp lý của cổ phiếu này. Và chúng ta sẽ chờ một cái nền tích lũy, và khi có những cái điểm bẻ pha xu thế của cổ phiếu này thì lúc đó Hùng sẽ chat lên zoom. Và cái mã cổ phiếu này cũng sẽ là một mã cổ phiếu mà trong những cái chiến lược đầu tư lâu dài của Hùng Lê sẽ có nằm ở trong đó. Chúng ta cùng đi cổ phiếu nữa, Mansan, MSN. Một số các anh chị có hỏi Hùng là có đầu tư Mansan không, có mua được Mansan không, thì Hùng đánh giá như thế này. Hiện tại Mansan có một cái nền hỗ trợ ở vùng giá 80. Ở vùng giá 80 cũng khá là tốt và khá là ok. Dòng tiền hiện tại thì cũng đang được kích hoạt lại vào mã cổ phiếu này. Tuy nhiên là Hùng thấy một cái mã cổ phiếu mà nó có một cái nền tích lũy đi ngang dài như thế này, và nó cũng có rất nhiều các cái điểm cản ở đây, thì cái động lực tăng mạnh thì nó sẽ chưa thể tăng mạnh được đâu. Và rất nhiều các anh chị là đã đu ở trong phiên này, nhưng với quan điểm của Hùng Lê thì nếu các anh chị tham gia ở Mansan thì khi đó Hùng đã chat và Hùng đã bảo là Mansan chúng ta sẽ tham gia và ở vùng giá 82.5 đến vùng giá 83. Nếu sang tuần có những cái nhịp test chỉnh về vùng này thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta tham gia. Chứ còn việc mà chúng ta mua đuổi thì đối với cổ phiếu Mansan thì nó cũng không nên. Những tín hiệu hiện tại thì để Hùng xem nào. Những tín hiệu hiện tại thì đang khá là ổn cho hình thành cho một cái trend xu thế tăng giá mới. Khá là ổn, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ test tích lũy về quanh vùng giá 83 đến vùng giá 84, và cũng có thể là sẽ về được ở vùng giá 83.5. thì đấy là những cái nền giá mà chúng ta sẽ quan sát ở trong phiên để có thể xem xét để có thể mua hay không. Chúng ta cùng đi họ cổ phiếu ngân hàng thì
ACB, đối với ACB thì hẳn là các anh chị cũng đang còn nhớ một cái bản tin của Hùng Lê, vẫn còn nguyên. Đấy là Hùng Lê có một cái tựa đề là hết quý 1 ACB không về vùng 4X thì Hùng Lê nên giải nghệ và nên đi làm việc khác. Đấy thì là cái tựa đề video đấy, Hùng nhớ không nhầm là video bao nhiêu đó, các anh chị có thể xem lại. Còn nếu chúng ta nhìn ở trên một góc độ của cổ phiếu này thì về yếu tố cơ bản của ACB thì rất là tốt. Tuy nhiên những cái yếu tố tạo lập của ACB hiện tại thì nó chưa có, những yếu tố tạo lập chưa có. Tuy nhiên là nếu Hùng nhìn ở trên một góc độ dài hạn nhé, thì ở cái nền giá Hùng đánh giá ở nền giá 29. Anh chị lưu ý giúp Hùng lên ở nền giá 29. 29 là một cái nền tích lũy của ACB và chỉ cần một cái dòng tiền tạo lập, Hùng đánh giá là sẽ chắc chắn là sẽ có những cái dòng tiền tạo lập ở những thời gian tới sẽ đánh vào cổ phiếu ACB. Cái dòng tiền tạo lập đó thì nó đến sớm hay đến muộn thì hiện tại thì Hùng cũng chưa thể mà tiên lượng để giúp anh chị nhà đầu tư, nhưng Hùng đang nhìn thấy những cái dấu hiệu manh nha để có được một cái lực cầu, để có một cái lực cầu để đánh cổ phiếu ACB thì Hùng đang 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 đánh giá ở cái nền giá 29. Và một số anh chị có hỏi là Hùng Lê là có bán ACB hay không, thì Hùng Lê trả lời là không bán, bởi vì bản thân Hùng Lê cũng đang nắm giữ ACB. Và Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp đánh của ACB ở trong 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 thời gian tới. Bởi vì ACB nó vừa là một cổ phiếu cơ bản tốt và nó vừa là một cổ phiếu mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt dòng tiền ở trên sàn HNX rất rất là lớn. Vietcombank, nó nhắc đến cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta không thể kể đến Vietcombank, bởi vì Vietcombank là một trong những trụ rất là quan trọng. Một trong những trụ rất là quan trọng thì ngày hôm nay Vietcombank đã có những cái đã có một phiên giảm. Thì cái phiên giảm này có thể hiểu được là khi mà cổ phiếu này đã tăng sốc và tăng mạnh, dẫn đến việc là một lượng lớn nhà đầu tư chốt lời, và nó dẫn đến một việc là và khi chạm về cái vùng giá 60 cũng là một cái vùng quá mua của Vietcombank. Đó, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là những cái điểm mua rất là quan trọng. Những anh chị mà mua ở trong những phiên này thì hiện tại bây giờ đang rất là lo lắng. Nền giá của Vietcombank chúng ta sẽ xem ở vùng giá 55 là một cái nền hỗ trợ của Vietcombank. Đó, thì chỉ cần khi có những cái phiên tín hiệu xác nhận, đúng không ạ? Những cái tín hiệu xác nhận đây, cổ phiếu đẩy vượt thoát qua được vùng giá 55 với khối lượng và cũng như với giá xác nhận thì đây mới là những cái điểm mua, hoặc là chúng ta sẽ mua gom ở những cái điểm này. Thì nhưng mà cái điểm mua xác nhận nhất đấy là đây, thậm chí là chúng ta có thể mua đắt một tí, chúng ta sẽ không thể là mua ở vùng giá 55 mà chúng ta sẽ mua ở vùng giá 56. Thì như thế là đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ, chúng ta hoàn toàn yên tâm khi cổ phiếu đã về đến tài khoản rồi thì chúng ta bán khi nào mà trả được, đúng không ạ, khi chúng ta thấy những tín hiệu xấu. Và những anh chị mà chúng ta đua theo những cái này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó, thì những cái điểm mua của cổ phiếu nó sẽ có quyết định đến cái việc thắng thua của các anh chị ở trong đầu tư rất là lớn. Thì những yếu tố ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy rằng là Vietcombank sẽ có một nhịp chỉnh, chắc chắn là sẽ có một nhịp chỉnh, bởi vì khi gặp phải một cái vùng quá mua vào cả vùng quá mua thì cổ phiếu này sẽ có một cái nhịp chỉnh. Và việc chỉnh về đâu thì nếu mà Vietcombank vẫn còn có được những cái điểm mà chúng ta để cổ phiếu này đi tiếp thì Vietcombank sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng giá 58. Quanh vùng giá 58 thì các anh chị lưu ý quan sát giúp Hùng Lê quanh vùng giá 58. Những anh chị nào đang còn nắm giữ thì quan sát ở vùng giá 58 để chúng ta có thể có những cái phương án xử lý đối với mã cổ phiếu Vietcombank. BID. Đối với BID ngày hôm nay thì BID đã có một phiên tăng khá là thuyết phục. Khi mà tất cả những anh em của cổ phiếu ngân hàng đều giảm giá thì BID đã có một cái nhịp tăng khá là tốt, và nhịp tăng này thì đã bật được qua vùng giá 32 là một cái nền hỗ trợ. Đó, thì Hùng những cái điểm mà những cái cách mà Hùng phân tích thì Hùng luôn tìm được những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu để chúng ta có thể từ cái điểm đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá cái xu thế tiếp theo của BID. Thì với những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng là BID BID
sẽ tiếp tục tăng, Bit sẽ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên là cái việc mà Bit tăng thì nó sẽ không được nhiều, bởi vì là khi gặp về cái vùng 34 đến vùng giá 35 ở đây, vùng giá 34 đến vùng giá 35 thì là một cái vùng cản khá là lớn của Bit, thì khi khi đó thì việc mà cổ phiếu tăng mạnh nó sẽ khá là khó. Khá là khó. Còn trong một cái xu thế ngắn hạn thì Bit đang bước vào một xu thế tăng giá, và khả năng thì Bit sẽ hồi về từ cái vùng giá 32 này thì Bit sẽ hồi về khoảng vùng giá 35. Thì đối với cổ phiếu Bit thì sẽ như vậy. CTG MBB, chúng ta sẽ phân tích tiếp những mã cổ phiếu CTG. CTG đối với công thương thì chúng ta thấy rằng trong nhịp vừa qua công thương đã có một cái lực đánh khá là tốt, và đối với công thương thì cái nền hỗ trợ, các anh chị có thể phân tích, có thể xem là cái nền hỗ trợ trong trong khá là dài hạn của công thương ở nền giá 18, và công thương đã tạo thành một cái mô hình hai đáy ngắn hạn ở đây. Công thương đã tạo thành một mô hình hai đáy ngắn hạn ở đây để đi lên, thì khi mà đã tạo thành công cái mô hình hai đáy thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát công thương. Và công thương thì cái điểm mua tối đa của công thương khi đó Hùng có nói đề cập đến các anh chị đó là ở khoảng nền giá 20. Và hiện tại thì công thương đang có những cái nhịp test chỉnh, những cái nhịp test chỉnh về về ở vùng giá 20.8. Thì kịch bản tiếp theo như kịch bản nào để cho công thương ở trong giai đoạn tới thì Hùng đánh giá như thế này. Việc công thương đã có một cái lượng có một cái dòng tiền kích hoạt thì không thể công thương chỉ chạy được đến từ vùng giá 20 đến vùng giá 20.8, đó là một điều nó không không đúng, mà chúng ta sẽ quan sát lại ở công thương ở nền giá 20.5. Hùng đánh giá là công thương sẽ có những cái nhịp test chỉnh về quanh vùng giá 20.5. Đấy là một vùng giá hợp lý để khi đó thì công thương sẽ thoát được khỏi cái vùng quá quá mua. Những cái phiên test chỉnh về về quanh vùng 20.5 để công thương giảm về vùng quá mua, và khi đó những cái lượng hàng, những lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua được ở neo giá ở dưới này thì sẽ ra hết, và sau đó thì nhà tạo lập sẽ đánh tiếp một nhịp từ nền 20.5, và cái nhịp này mới là một một cái nhịp mà khả năng là cổ phiếu sẽ đi sâu và đi dài. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát công thương ở trong tuần tới ở quanh cái nền giá 20.5 để chúng ta có được những cái định hướng về đầu tư. MBB, một số anh chị cũng có hỏi Hùng ở MBB, thì MBB hiện tại là nó đang ở một cái trạng thái lưng chừng, ở một cái trạng thái lưng chừng, và MBB đang có những phiên mà ra hàng rất là mạnh ở quanh vùng giá 22. Ra hàng rất mạnh ở vùng giá 22, thì chính vì như vậy nên là Hùng đang rất là ngại đối với mã cổ phiếu này. Còn nếu ở trên góc độ kỹ thuật, ở trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này cũng đang bước vào một cái trend tăng giá khá là đẹp. Khá là đẹp thì với việc là gặp về vùng kháng cự mạnh ở vùng giá 22 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh, và nếu đẹp nhất thì cổ phiếu này sẽ chỉnh về khoảng vùng 20.5. Cổ phiếu này sẽ test chỉnh khoảng về vùng 20.5 và từ đây sẽ lình trình và sẽ có một nhịp hồi phục. Thì như thế thì cái nhịp nhịp đi tiếp theo của MBB sẽ mạnh hơn so với cái nhịp sóng sóng này, sóng một này. Thì ta tạm gọi đây là sóng 1, thì sẽ có một cái sóng chỉnh 2 và sóng 3. Thì sóng 3 sẽ là một cái sóng đi rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của MBB. STB. STB là một mã cổ phiếu khi đó Hùng đã chat ở trên Zoom, cũng như là khuyến nghị các anh chị có thể mở điểm mua ngay ở trong trong cái thời điểm đấy là quanh nền giá 12. 12. Đây, đây là cái nền giá mà Hùng đã chat ở trên Zoom, nhưng một số các anh chị thì cho rằng là STB sẽ gặp ở vùng cản 12 bao nhiêu đấy thì không không tham gia. Nhưng mà đối với cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng sẽ nhìn ở một cái góc nhìn nó sẽ khác hơn. Sẽ khác hơn cách nhìn của các anh chị. Thì ở nền giá 12 thì Hùng đánh giá là khá là ok, và từ cái nền giá này thì STB sẽ có một cái nhịp đánh. Và nếu chúng ta xem ở trên góc độ, ở trên một cái biểu đồ nến tuần, trên một biểu đồ nến tuần thì trên một biểu đồ nến tuần thì cái xu thế mà xu thế tăng giá của STB, tức là trên một cái trend tăng giá thì vẫn được xác lập. Vì vậy nên ở nền giá 12 thì cũng đánh giá là khá là ok. Và hiện tại thì sao? Hiện tại thì STB đã có đến
gần như là 4 phiên đóng cửa lình xình ở quanh vùng giá 13. Tức là khi chạm về cái vùng kháng cự này thì đã có 4 phiên. Nhưng các anh chị có thể xem cái cách mà STB chất lệnh, tức là những cái lệnh ở bên bên bán này này. Những cái lệnh ở bên bán này cực lớn, thậm chí là có những lệnh, Hùng Lê để ý ở trong phiên có những lệnh 700 đến 800 nghìn cổ phiếu ở một mức giá. Thì đó là gì? Thì đó là những cái cách mà có thể nhà cái sẽ đang ép cổ phiếu này ở quanh vùng giá 13. Tức là các anh chị có thể bán hết ra ở vùng giá 13 và có thể bên kia bên 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 mua thì nhà tạo lập cũng đang có thể âm thầm gom gom cổ phiếu này ở vùng giá 13. Và sau đó thì những cái lệnh ở bên này nó sẽ bị mỏng đi và sẽ có những phiên mà đánh thốc vượt qua vùng 13. Thì đấy là cái cách mà các cái nhà tạo lập và cũng cách mà vận động của cổ phiếu thì các anh chị cũng lưu ý. Rất nhiều các anh chị hốt nhìn thấy lệnh 13 chất gần 300.000, lệnh 13.05 chất gần 300.000. Trong khi lệnh mua ở bên này thì rất là mỏng, có 98.000, có 19.000, ví dụ như thế. Thậm chí là có những lệnh Hùng Lê quan sát là có những lệnh 700.000 cơ. Đó thì sẽ rất là hốt đúng không ạ? Thì như thế mọi người cứ nghĩ là ôi cổ phiếu này người ta bán nhiều thế thì làm sao mà lên được, nhưng đấy là một cái quan điểm hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Cũng giống như ngày xưa khi mà Khổng Minh mượn cung tên ấy, thì cứ hư hư thực thực, hư hư thực thực đấy, thì như thế là mới 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 lừa người được. Nói tóm lại như thế thì các nhà tạo lập cũng luôn tìm những cách để không cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đeo bám. Thì đối với STB sẽ là một trong những cái ngòi nổ mà Hùng đánh giá là nó chỉ diễn ra ở một lúc nào đó thôi, trong tuần tới thôi. Khi mà cái lượng hàng tạo lập nó có thể nó sẽ đã đủ thì sẽ có những cái phiên bùng nổ của STB. Đấy là những cái phiên bùng nổ mà nó sẽ giao dịch khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu. Nói đến câu chuyện STB thì chúng ta cũng nói luôn đến câu chuyện SHB luôn. SHB. Đối với SHB thì một số các anh chị cũng có hỏi là bây giờ SHB có đầu tư được hay không? SHB có đầu tư được hay không? Khi mà SHB đã có một cái nền tảng tích lũy đẩy, có những cái phiên mà đẩy qua vùng giá 7.5 rất là đẹp, rất là đẹp. Tuy nhiên đối với việc mà SHB hiện tại thì Hùng đánh giá là chúng ta cũng sẽ chưa 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 nên đầu tư, bởi vì cái động lực mà để đẩy cổ phiếu này đi đi tiếp nó cũng chưa chưa có nhiều. Nó chỉ mới là những cái điểm đánh đơn lẻ thôi. Và khi chúng ta cần có những cái điểm tích lũy, có những cái điểm tích lũy và có những cái nền tảng mà chúng ta quan sát cổ phiếu để chúng ta có thể nhận thấy được cái xu thế tiếp theo thì chúng ta hãy đầu tư. Còn những cái việc, những cái tín hiệu như thế này thì nó cũng chưa đáng để chúng ta để đầu tư. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu về chứng khoán. SSI, đối với SSI, Hùng đã phân tích cho các anh chị ở nền giá 26. Tối đa ở trong cái phiên ngày ngày 25 tháng 1, và sau đó thì hiện tại thì SSI đang có những cái nhịp test chỉnh với vol khá là thấp. Thì đối với SSI chúng ta sẽ quan sát ở trong tuần tới SSI sẽ không được phép thủng quá cái vùng giá 25 26.5. Không được phép thủng quá cái vùng 26.5, nếu thủng với vùng 26.5 thì vứt đi. Thì như thế thì nó sẽ là hỏng, và như thế thì chúng ta cũng sẽ chốt đi. Những anh chị mua được ở vùng thấp thì đấy thì chúng ta cũng có thể ra hàng, và cổ phiếu này cần phải test chỉnh trên vùng 26.5 thì như thế nó mới là đẹp để xác lập một xu thế đi lên tiếp theo của SSI. Còn trên những cái chỉ báo hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đang bị suy yếu đi, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy một cái nhịp chỉnh ngắn hạn của SSI. Và nhịp chỉnh ngắn hạn này thì chỉ cho phép SSI chỉnh không thủng quá vùng 26.5. HCM, đối với HCM thì trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng HCM có một nhịp đánh khá là tốt khi mà HCM gần chạm về vùng 40. Vùng 40 là vùng hỗ trợ dài hạn của HCM. HCM đã có một nhịp tăng với vốn và dòng tiền khá. Tuy nhiên cái việc mà cổ phiếu mà tăng sốc thì nó sẽ giảm chỉnh để nó lấp lại những cái gap và lấp lại những cái sự tăng sốc này. Thì chúng ta đây là HCM đang có những phiên test chỉnh lại rất là đẹp, và đẹp nhất là HCM test chỉnh lại về khoảng vùng giá 48.5.
vùng giá 48.5 thì chúng ta sẽ quan sát HCM ở vùng giá 48.5 để chúng ta có thể là tiếp tục nắm giữ hoặc có thể ra hàng. Thì những cái phiên test như thế này của HCM thì rất là đẹp, và nếu như sang tuần thì cổ phiếu này tăng lên thì cổ phiếu này cũng sẽ chạm về vùng 55, thì một cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Thì đây là những cái điểm, những cái khoảng thời gian, những cái không gian để cho cổ phiếu này có thể vận động, thì các anh chị của chúng ta có thể quan sát tiếp. Còn dòng tiền hiện tại của HCM thì đang khá là ok. Những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy là HCM sẽ có một cái nhịp tăng giá khi mà đường MACD tiếp tục mở rộng ra. Tuy nhiên ở cái việc tăng sốc thì việc tăng sốc lên ở vùng giá khoảng vùng giá 52 đến vùng giá 53 thì đấy là một cái vùng quá mua của cổ phiếu, thì cổ phiếu cần phải chỉnh giảm nhẹ lại để tiếp tục một cái hành trình khác. Chúng ta cũng sẽ phân tích thêm một cái cổ phiếu nữa về ngành thép, HPG. Ok, HPG thôi, ok, Hùng sẽ phân tích luôn HPG ở đây. HPG thì rõ ràng một điều là Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở trong team, ở trong Zoom mua ngay và luôn ngay lập tức ở vùng giá 30. Thì như ban đầu bản tin thì Hùng có đề cập đến HPG ở đây, thì HPG đang có một cái nhịp tăng rất là tốt. Tuy nhiên những cái nhịp tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp bị lùi lại như thế này, đấy là những cái câu chuyện hết sức là bình thường. Còn trên những cái yếu tố kỹ thuật hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng HPG đang có một nhịp tăng khá là mạnh, một cái nhịp tăng và nhịp đánh khá là mạnh, và đặc biệt là khi đó thì đã đánh được vượt qua được cái vùng 31, đánh vượt qua được cái vùng 31, thì như thế cũng tạm gọi ở đây là nó đã hình thành được một cái vùng đáy trong ngắn hạn rồi. Thì sang tuần tới thì chúng ta có thể kỳ vọng là HPG sẽ tiếp tục tích lũy lại ở quanh cái nền giá 32, và ở trong cái nhịp này thì khả năng sẽ tiệm cận về vùng giá 34 đến vùng giá 35. Thì đấy là một cái vùng kháng cự mạnh của HPG ở trong nhịp này, và khi về đến cái vùng này thì HPG sẽ có những cái nhịp HPG sẽ có những cái nhịp chỉnh và nhịp rung rũ. Thì đúng rồi, khoảng về tức là mạnh thì sẽ về được khoảng vùng 36, còn nếu không thì HPG chỉ về được khoảng vùng 34 đến vùng 35 ở trong cái nhịp này thôi. Thì với những anh chị đã mua theo khuyến nghị thì hiện tại hàng đã đến T2 và thứ hai sẽ về tài khoản, và lúc đó thì chúng ta ung dung rồi. Khi hàng đã về đến tài khoản thì chúng ta có thể xử lý các cái mã cổ phiếu mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cũng đề cập thêm một cái mã cổ phiếu blue chip, đấy là BMP, Bình Minh. Bình Minh là một cái mã cổ phiếu hàng cũng là vô loại cũng cũng vào loại hàng đầu về 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 nhựa, đúng không? Doanh nghiệp về nhựa của Việt Nam. Và cũng là một cái blue chip khá là tốt. Tuy nhiên trong cái thời điểm hiện tại thì Bình Minh lại không thể hiện được một cái blue chip như một người anh cả. Thì những cái dòng tiền hiện tại thì đang khá là yếu, và những cái nhịp đánh như thế này thì cũng cũng không đảm bảo được cái tính chất là bền vững và xác nhập một cái xu thế ngắn tăng giá dài hạn. Còn cái điểm tì của Bình Minh thì nó sẽ ở quanh điểm 49 ở trong cái nhịp này, thì đấy là cái nền giá mà vừa là vùng hỗ trợ và vừa là cái vùng mà để cổ phiếu này có những cái điểm tì bật. Chúng ta sẽ phân tích thêm cổ phiếu MWG và PNG, đấy là thêm những cái mã cổ phiếu mà cũng là những cái mã cổ phiếu blue chip khá là lớn. Thì đối với MWG hiện tại thì Hùng cũng thấy rằng là những cái xu thế tăng giảm đan xen như thế này thì Hùng không có kết, bởi vì là những cái xu thế đánh đan xen tăng giảm như thế này thì nó sẽ khá là khó chịu. Nó sẽ khá là khó chịu. Tuy nhiên là nếu xét ở trong một cái kênh xu thế ngắn hạn thì MWG vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế tăng giá. Còn nếu những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu MWG thì có thể xem xét lại MWG quanh vùng giá 84.5. Quanh vùng 84.5 thì có thể tham gia được ở một cái vùng giá khá là an toàn. PNG. PNG.
Đối với PNG thì nó cũng tương tự như MWG, tức là ở giai đoạn hiện tại thì PNG cũng đang có những cái nhịp đánh rất là lình xình, và những cái nhịp đánh lình xình như thế này thì nó cũng khá là khó, và khi PNG chạm về cái vùng 97 đấy là một vùng, cũng là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu này. Khá là mạnh của cổ phiếu này thì cổ phiếu này đang có những cái phiên lình xình, có những cái phiên lình xình đi ngang hoặc là giảm điểm nhẹ, thì đối với cổ phiếu này thì cũng Hùng cũng không có kết, bởi vì là khi mà những cái giai đoạn tăng giảm lình xình như thế này thì nó chúng ta cũng không đáng để chúng ta đầu tư. Ok, thì vừa rồi chúng ta vừa mới phân tích các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, các mã cổ phiếu mang tính chất dòng tiền và một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt thì Hùng đã phân tích qua, để các anh chị cũng có thể hình dung ra được một cái bức tranh cũng khá là gần tổng thể của thị trường. Tất nhiên nó sẽ không thể hết được. Và Hùng cũng có đề cập đến chỉ số Dow Jones, chỉ số Shanghai và chỉ số Nikkei, đấy là những cái chỉ số chứng khoán thế giới mà nó cũng rất gần với chúng ta, bởi vì đấy là những cái chỉ số mà nó cũng sẽ tác động thêm cả chỉ số Hang Seng nữa, nhưng mà Hang Seng thì hiện tại là trên phần mềm của Hùng Lê thì không có cập nhật được. Thì Hùng Lê không có đưa vào đây. Thì chúng ta thấy rằng đối với nội tại của thị trường thế giới thì sang tuần Hùng đánh giá là sẽ có những cái nhịp chỉnh hoặc là nhịp lình xình, nhịp test chỉnh. Còn đối với chỉ nội tại của VN Index thì chúng ta thấy rằng là nhà tạo lập đang Hùng đang nhìn thấy ở một cái góc độ nhà tạo lập đang có những phiên nâng đỡ chỉ số VN Index rất là hay và rất là đẹp, tức là các cái trụ liên tục xoay chuyển nhau. Khi dòng ngân hàng và dòng dầu khí tăng mạnh thì những cái mã cổ phiếu mang trụ như là HVIX và những cái mã Vinhome hoặc là những cái mã VRE hoặc là các cái trụ khác không tăng, nhưng khi mà dòng ngân hàng suy yếu hoặc là một số các cái cổ phiếu của ngành dầu khí bị yếu đi thì thay vào đó là cổ phiếu nhà tạo lập lại đánh những GAT này, rồi đánh Vinamilk, đánh VIX và đánh Vinhome lên. Đó thì cái cách mà nhà tạo lập đang nâng đỡ chỉ số thì cũng đang khá là ok. Còn trên cái góc độ nhìn nhận ngắn hạn thì VN Index của chúng ta đang ở vùng quá mua. VN Index đang ở vùng quá mua ở vùng 960. Vùng 950, xin lỗi cả nhà. Chưa đến vùng 960. VN Index của chúng ta đang ở vùng quá mua ở 950. Và VN Index của chúng ta cũng đã có một nhịp tăng song trùng với cả Dow Jones. Anh chị, một nhịp tăng song trùng với cả Dow Jones, song trùng với cả Shanghai và song trùng với cả chỉ số Nikkei. Thì sang tuần tới thì Hùng đánh giá rằng những cái động lực tăng giá mạnh của VN Index nó sẽ không còn, tức là nó sẽ không còn những cái phiên tăng 15 16 điểm nữa. Đó, mà thay vào đó là những cái phiên tăng giảm đan xen nhẹ. Những cái phiên tăng giảm đan xen nhẹ giống như ở cái vùng ở bên này, các anh chị có thể quan sát lại, giống như ở vùng ở bên này thì chúng ta sẽ và cái vùng này thì là hai cái vùng mà nó sẽ tương đồng với nhau, sẽ tương đồng với nhau. Và cái việc là vào cái việc là khi mà gặp những cái vùng tương đồng như thế này thì khả năng là chỉ số của chúng ta sẽ có những phiên tăng giảm đan xen, và cái động lực tăng giá mạnh thì chúng ta sẽ tạm bị đẩy lui, và các cái trụ thì bây giờ phải thay phiên nhau để dẫn dắt và giữ nhịp thị trường, để lúc lúc nào mà ngân hàng chỉnh xong và một số các cổ phiếu trụ chỉnh xong thì lúc đó thì thị trường sẽ có chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện những cái đường đi tiếp theo của thị trường. Thì tuần tới sẽ là một cái tuần mà các trụ sẽ luân phiên nhau nâng đỡ thị trường, và các trụ sẽ luân phiên nhau để chỉnh, và Hùng đánh giá rằng khi mà dòng tiền của nhà tạo lập đã được kích hoạt, dòng tiền của nhà tạo lập đã được kích hoạt thì sau đó khoảng 3 đến 5 phiên, đây là những phiên mà dòng tiền của nhà tạo lập được kích hoạt, và đây nữa là những phiên dòng tiền tạo lập được kích hoạt, thì sẽ cần thêm 3 đến 5 phiên nữa để những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta nó sẽ chốt lời hoặc là sẽ rút ra khỏi thị trường, và chúng ta sẽ quan sát tiếp thị trường ở những thời điểm tiếp theo. Thì như thế thì là rõ ràng một điều là khi mà thị trường của chúng ta ở những cái thời điểm quá mua thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm. Hết sức lưu tâm như thế nào? Bởi vì những tài khoản mà chúng ta đã có cổ phiếu,
thì chúng ta sẽ sẵn sàng chốt ở mọi lúc, mọi nơi khi có những cái dấu hiệu xấu của thị trường xảy ra. Còn những anh chị nào chúng ta đang cầm tiền mặt thì chúng ta sẽ hạn chế mở những điểm mua mới ở trong tuần tới. Và chúng ta chỉ mở những điểm mua mà những mã cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng có được một cái xung lực dòng tiền tốt nhất để chúng ta tham gia. Nói như thế thì một số các anh chị lại bảo là tại sao Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom mua những cái mã cổ phiếu, ví dụ như ngày hôm nay là Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua mã VRC. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng thấy là dòng tiền đang đổ vào cổ phiếu này đang khá là tốt, cổ phiếu này có một nền tảng ok và đã có những cái dấu hiệu về cái sự xoay chuyển về pha xu thế, về tín hiệu, về xung lực của dòng tiền và về tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật, thì khi đó thì Hùng mới mới có khuyến nghị. Chứ còn lại không phải là chúng ta cứ 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 gặp cổ phiếu nào chúng ta cũng thấy mua, bởi vì đấy thì đấy là một trong những cái mã cổ phiếu hoặc là HPG vân vân. Đó thì ở thời điểm hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị với các anh chị như vậy. Đối với chỉ số HNX Index của chúng ta thì cũng hoàn toàn tương tự như chỉ số VN Index của chúng ta. HNX thì có một cái, trong rất nhiều các bản tin trước thì Hùng đã phân tích cho các anh chị một cái nền hỗ trợ rất là dài hạn của HNX ở vùng 101. Đấy là một cái nền hỗ trợ của HNX khá là ok, bởi vì khi Hùng thấy là khi mà mỗi lần chạm về cái vùng này thì chỉ số của chúng ta đều tăng. Và với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng đã được kích hoạt ở trên sàn HNX cũng khá là tốt, và HNX thì cũng đang chạm về vùng 108. Tức là chỉ còn khoảng tầm 2 điểm nữa thì nó cũng 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 tạo chạm về một cái vùng ở đây. Ở đây thì đấy là những cái vùng kháng cự mà khi mà gặp về với những cái vùng này thì chỉ số chung nó cũng hoàn toàn vận động như cổ phiếu, là nó sẽ lình trình, nó sẽ test chỉnh lại để nó kiểm tra sức mạnh tại cái vùng này. Thì hoàn toàn tương tự như VN-Index thì chúng ta cũng sẽ là một cái tâm lý. Đấy, Hùng đã khuyến nghị rồi, những anh chị nào cầm cổ phiếu thì như thế nào và những anh chị nào cầm tiền thì như thế nào. Ok, đó là về thị trường. Còn bây giờ chúng ta sẽ điểm qua lại toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu mà xuyên suốt từ những bản tin rất là sớm, từ những cái bản tin rất sớm và xuyên suốt cả một cái chuỗi quá trình thì chúng ta đã phân tích và chúng ta đã theo đuổi những cái mã cổ phiếu này. Và rõ ràng một điều là khi mà chúng ta có một cái nền tảng kiến thức kỹ thuật vững chắc thì như thế thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cái mã cổ phiếu nó sẽ tốt. Và bản thân thì Hùng Lê cũng giống như quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta là con người, chúng ta có những phân tích nhận định đánh giá chủ quan và khách quan, dẫn đến việc là không phải tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều đúng, đúng không ạ? Một cái quan điểm đầu tư mà Hùng Lê đã để ở trên Zoom đó là đúng hay sai không quan trọng, mà quan trọng nhất là khi đúng thì chúng ta làm gì và khi sai thì chúng ta làm gì, và cái thời điểm để chúng ta mua cổ phiếu đó là một trong những mấu chốt thành công trên thị trường chứng khoán, trên trên chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm lại cổ phiếu SGS. SGS các anh chị cũng có thể thấy rằng là SGS đã có một nhịp tăng rất là tốt, và khi đây là những cái phiên là những cái nền tảng mà cổ phiếu bắt đầu có những cái điểm bứt phá, và SGS là những cái điểm mua cuối, những cái điểm mua mà ấy là ở ở vùng 16. Đó, thì từ vùng 16 và SGS đã có một nhịp tăng lên, Hùng mới cho đến tạm vùng 22, thì gần như đến vùng 22 thì trong trong tuần thì đã có một số các anh chị nhà đầu tư đã chốt ở vùng 22 rồi. Thì ngày hôm nay là đóng cửa vùng 2.5, thì như thế cũng đã là một cái mức tăng rất là khá của cổ phiếu này, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ xem một mã cổ phiếu tiếp theo, đấy là VCG. VCG. Đối với VCG thì chúng ta nhìn ở trên đây, ở trên cái biểu đồ này thì nó cũng sẽ dễ hơn. Đó, thì khi mà cổ phiếu nó đã có những cái tín hiệu ở quanh vùng 18, các anh chị cứ thử xem lại những cái bản tin Hùng phân tích VCG từ rất sớm, từ nền giá 18, thì sau đó thì VCG đã có một nhịp chạy tăng lên đến vùng giá 25, và sau đó những cái nhịp test chỉnh này thì hiện tại thì VCG thì một số các anh chị cũng đã chết đã Hùng đã khuyến nghị là vùng 26, cái nền 26 là một cái nền kháng cự khá là mạnh, thì có thể canh ở cái vùng nền 25 đến nền 25.5 thì chốt. Thì đối với VCG thì tất cả các anh chị của chúng ta cũng đã chốt rồi. VGC
Đối với VGC, các anh chị xem lại những cái bản tin mà Hùng đã những cái tin nhắn Hùng khuyến nghị trên Zoom, khi đó thì VRC Hùng đã ở trong những cái phiên ở từ rất sớm là ngày ngày 15 tháng 1, thì khi đó VRC đã có những cái điểm nhấn, ở quanh nền giá 18, nền giá 18 đến nền giá 18.5, thậm chí là lên đến nền giá 19, thì lúc đó thì những cái điểm mua ở 19 thì nó sẽ hơi cao rồi, nhưng mà nền giá 18 thì khi đó cũng đã khuyến nghị cho các anh chị, bởi vì là Hùng thấy rằng một cái nền tảng cổ phiếu này tích lũy đã khá là ok, và có những cái dòng tiền đã được kích hoạt vào, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ mở mua cổ phiếu. Đối với VGC hiện tại thì sao? VGC hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chạm về cái vùng 38.2 thì có một cái lực lực chốt cũng khá là mạnh. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng những cái lực lực chốt này nó sẽ là những cái lực chốt tạm thời, và trong cái nhịp đánh này thì VGC sẽ tiệm cận về vùng 22, 22 đến vùng 23, thì đấy là một cái vùng hợp lý của VGC ở trong cái nhịp đánh này. Như thế thì VGC cũng đã chạy một nhịp khoảng từ vùng 19, 19 đến vùng giá 22, tức là được khoảng 3 giá. Đó, thì đối với cổ phiếu VGC thì như vậy. DG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng mới đề cập đến cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đấy là tại cái nền giá 16. Đít tại nền giá 16 này cũng là một cái nền giá mà hỗ trợ, và từ cái nền giá 16 này thì chúng ta sẽ tiếp tục là đối với những anh chị mà chúng ta mở các điểm mua gom thì chúng ta sẽ mua quanh 16, và chúng ta sẽ chờ khi cổ phiếu về thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng nếu như cổ phiếu đúng về xu thế. Ở những cái điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng đít đang hơi yếu về dòng tiền, thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà đít sẽ bung về dòng tiền, và nếu nếu cổ phiếu này test chỉnh đúng theo một cái pha xu thế tăng giá thì không được phép thủng vùng 16.5. Anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là vùng 16.5, DG sẽ không được thủng ở vùng này, thì như thế là sẽ là ok. Và chỉ cần một phiên bung về khối lượng để đẩy cổ phiếu này đi tiếp thì như thế là một cái pha xu thế xác lập tăng giá tiếp theo của DG. CTI. Đối với CTI thì cũng là rất sớm khi mà CTI chúng ta có thể thấy rằng đây rất sớm khi mà khi đó khoảng vùng giá 24.5. 24.5 thì Hùng Lê đã có khuyến nghị cho các anh chị đối với mã CTI, và sau đó thì CTI đã có một nhịp chỉnh, và trong phiên ngày 12 tháng 2 thì Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta tiếp tục mở điểm mua CTI ở vùng nền 26, tại vì Hùng thấy ở những cái tín hiệu hiện tại thì CTI đang có những cái nhịp test chỉnh thành công lại ở quanh quanh nền giá 25. Quanh nền giá 25 khá là ok, thì khi đó thì đã khuyến nghị các anh chị, và đối với CTI thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng một cái nhịp đánh mới của CTI. Và chúng ta có thể xem là CT sẽ trong nhịp này sẽ đánh chỉnh về đâu, ít nhất là trước mắt là sẽ chạm về khoảng vùng giá 28 đến vùng giá 29. Vùng giá 28 đến vùng giá 29 từ nhịp đánh này. Vùng giá từ 28 đến vùng giá 29, và sau khi chạm đến vùng này thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục xem những cái tín hiệu hiện tại để chúng ta xem xét. VRE thì Hùng đã đề cập rồi. Vì bản tin của chúng ta hiện tại là 1 giờ 13 phút cũng ok, chắc vẫn còn thời gian. KBC, Hùng sẽ phân tích KBC và ITA. KBC thì Hùng sẽ nói ngắn hơn. KBC thì ở trong một cái nền giá hiện tại, Hùng đánh giá ở nền giá 14. Ở nền giá 14 thì là một cái nền hỗ trợ của KBC, và nếu như một số các anh chị có hỏi KBC thì có thể xem xét KBC ở nền giá 14, và KBC thì Hùng đang tính là KBC đang có cái điểm bật thoát ở vùng giá 14, và khi khi cổ phiếu này mà vượt tích lũy lại ở vùng nền 14 và vượt thoát được khoảng vùng 14.5 với một vol xác nhận, thì như thế thì lúc đó thì KBC sẽ có một cái nhịp tăng, và Hùng đang kỳ vọng nhịp tăng của KBC ở trong cái nhịp đánh
Nhịp đánh này, một cái nhịp đánh dài này từ vùng nền 12 thì nó đây, từ cái vùng nền 12 đúng không ạ? Từ vùng nền 12 đây này. 12. Thì Hùng đang kỳ vọng là KBC sẽ có một nhịp đánh từ vùng nền 12 và đánh về vùng nền 18. Tiệm cận đến vùng nền 18 hoặc là 17.5. Ở trong cái nhịp đánh này thì tất nhiên là trong một cái nhịp đánh lên của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái nhịp test chỉnh và rũ, và sau đó thì lại tiếp tục hồi phục để tiếp tục đi lên, thì đối với KBC là như vậy. ITA thì Hùng đang có quan sát ITA ở quanh vùng giá 2.78. ITA ở quanh vùng giá 2 chấm, đây 2.78, và các anh chị có thể lưu tâm và quan sát Hùng Lê ở quanh vùng giá 2.78. Đây có thể sẽ là một cái điểm xoay chiều của cổ phiếu này. Trong một cái nhịp rung rũ xong và test chỉnh xong thì đây sẽ là một cái nhịp tích lũy trở lại. Một cái nhịp tích lũy trở lại, và chúng ta sẽ cần chờ một phiên, sẽ chờ một phiên có giá và volume xác nhận để xác nhận một cái xu thế nền tích lũy đi lên của ITA từ vùng 2.78. Thì ở cái nhịp đánh thứ nhất thì Hùng cũng đã ăn ở nhịp cũng cũng gom ở vùng 2.8 và 2.78. Đó, thì ở cái nhịp này thì Hùng cũng đang 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 theo rất sát cổ phiếu ITA ở vùng nền này, và chúng ta sẽ kỳ vọng vào một cái nhịp đánh tiếp theo của ITA. Những cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng đang cho thấy rằng ITA đang xả dần một cái nhịp tăng ở đây, tức là cái vùng quá mua ở đây, thì hiện tại thì đã về được một cái nền tích lũy khá là tốt đối với cổ phiếu ITA, và đây cũng là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Novaland thì Hùng đã khuyến nghị ở trên room với các anh chị là chúng ta mở 1/3 đến 1/4 số số cổ phiếu định mua ở quanh vùng giá 57, bởi vì Hùng thấy tại vùng nền 57 này là một vùng mà cổ phiếu cũng đã tích lũy khá là ok, khá là chặt, chỉ cần chờ ở những cái tín hiệu tiếp theo của nhà tạo lập khi mà đánh cổ phiếu này lên thôi, thì cái nền này thì khá là ok rồi, và cũng là một cái nền mà nó nằm giữa vùng hỗ trợ 61.8 đến 78.6. Thì trong một xu thế giảm giá, thì rất là ok, và hơn nữa thì đường Bollinger đã thu hẹp, thắt hẹp lại, thì sau cái sự thắt hẹp này thì đường Bollinger, nếu như Bollinger mở rộng theo hướng xu thế lên thì lúc đấy chúng ta sẽ mua tiếp, sẽ tiếp tục mua Novaland để gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu này. Một cổ phiếu nữa là NLG Nam Long, NLG. Đối với NLG thì Hùng đã cũng đã khuyến nghị cho các anh chị ở trong team, một số anh chị ở trong team khi mà Hùng đánh giá rằng cái vùng của NLG ở quanh vùng giá 26 là khá là ok. Quanh vùng giá 26 khá là ok khi mà cổ phiếu này đã có một cái nền tích lũy ở dưới này và có những cái nền vừa thoát đi lên, cùng với đó là dòng tiền cũng đã được kích hoạt, và chỉ số cái đường MACD cũng đang mở rộng ra, và một số các chỉ báo kỹ thuật thì cũng đang ủng hộ cho Nam Long có một trend xu thế tăng giá mới. Và trên tín hiệu ngắn hạn thì Nam Long đang có những cái phiên test chỉnh lại, những phiên test chỉnh này thì Hùng đánh giá là khá là ok. Công thương Hùng phân tích rồi, VPBank. Chúng ta cùng điểm qua VPBank một tí, hồi hồi nãy là quên mất VPBank. Đối với VPBank thì Hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị ở những thời điểm rất là sớm, khi đó VPBank đang ở khoảng nền giá ngày 19 19.8 gì đó, khoảng tầm đó, thì có những cái phiên bật thoát, và hiện tại thì VPBank đang chạm về vùng kháng cự ở đây. Vùng kháng cự ở đây là khoảng vùng giá 22. Khi chạm về vùng kháng cự như thế này thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp chỉnh, và hiện tại thì VPBank cũng như một số các cổ phiếu ngân hàng khác thì đang chỉnh rồi. Và điểm chỉnh đẹp nhất của VPBank không được phép thủng quá vùng 20.5. Thủng quá vùng 20.5 thì nó sẽ là hơi là xấu, nhưng nó phải ở vùng 20.6 đến khoảng vùng 20.7 thì nó sẽ là hợp lý nhất, và chúng ta sẽ quan sát tiếp VPBank. Nếu như VPBank không thủng vùng này thì VPBank sẽ có một nền tích lũy tại quanh, Hùng đánh giá là khoảng quanh quanh nền 20.7 đi. Quanh nền 20.7 và hình thành một một cái kênh xu thế, một cái trend xu thế tăng giá mới. Thì trend xu thế tăng giá mới sẽ được xác lập khi nào, thì khi đó thì Hùng sẽ có những cái điểm phân tích và có những cái điểm nhấn ở trên room, và khi đó Hùng Lê sẽ khuyến nghị các anh chị
mua tại những cái thời điểm đó thì nó sẽ rất là an toàn. Còn hiện tại những anh chị đã mua ở quanh vùng giá 18.9 và 19 thì hoàn toàn yên tâm để nắm giữ, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Và lúc đó một số các anh chị hỏi là Hùng Lê có đủ đánh T cộng không? Thì Hùng Lê trả lời là cổ phiếu này chắc đủ đánh T cộng, bởi vì khi đó mình cũng nhìn thấy một số các yếu tố về dòng tiền khá là ok. STB Hùng đã phân tích rồi, SSI Hùng phân tích rồi, HCM rồi, HD Bank, và chúng ta điểm qua HD Bank và Techcombank. HD Bank thì trong Zoom một số các anh chị có hỏi Hùng khi đó thời điểm mà Hùng phân tích HD Bank nó cũng khá là sớm, và khi đó là đây trong phiên này cơ, trong phiên này của HD Bank đấy, là khi đó thì HD Bank đã có một phiên tăng để bật thoát lên, tuy nhiên là ngày sau đó thì có một phiên phân phối giảm, và khi một phiên phân phối giảm mạnh thế này thì sau đó thì HD Bank đã có những cái nhịp mà để lấy lại, đáp lại cái vùng này. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại của HD Bank thì nó lại đang khá là xấu. Khi mà HD Bank đã hình thành nên hai cây nến giảm khá là mạnh. Đối với HD Bank thì chúng ta có thể quan sát lại HD Bank ở quanh nền giá 30. Quanh nền giá 30 đấy vẫn là một cái nền giá mình đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ có một cái nền tích lũy và một cái nền hỗ trợ của HD Bank tại thời điểm hiện tại. Thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh nền này. Dầu khí thì đã phân tích PVD, PLX, GAT rồi. Chúng ta sẽ xem mã PVB. PVB là một mã cổ phiếu niêm yết ở trên sàn HNX, và cái việc mà PVB đánh thường là sẽ đánh những cái phiên rất là ngắn, tức là đánh đủ T cộng 3 hoặc T cộng 4 và đánh rất là sốc. Thì đối với hiện tại là sau khi mà PVB đã hình thành được một cái xu thế tăng giá thì PVB đang có hai phiên test lại ở vùng 16.5, và các anh chị lưu ý là nếu mà PVB mà thủng 16.5 thì như thế nó sẽ hỏng kịch bản. Còn nếu không thủng 16.5 thì PVB vẫn đúng theo một kịch bản, đấy là một trend xu thế tăng giá. Và đối với cổ phiếu này thì họ sẽ không đánh nhẹ nhàng, mà họ sẽ đánh, đây các anh chị thấy có những gap chạy rất là lớn và rất là nhanh. Thì thường là sau 2 phiên hoặc 3 phiên kiểu test tích lũy như này thì PVB sẽ tiếp tục đẩy đi. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PVB ở trong những cái nhịp sắp tới, có thể là những phiên tuần sau. VSC đối với VSC, Hùng thấy rằng VSC đang có một cái trend và một cái trend tăng rất là đẹp. Đối với VSC thì điểm mua đẹp thì nó phải là ở vùng giá 42. Tuy nhiên để vùng giá 42 thì có thể là cổ phiếu này nó cũng sẽ khó để chỉnh về vùng 42. Thì ở cái nền thấp hơn, đấy là khoảng nền giá 43 đến nền giá 44, thì đây cũng là một cái nền mà các anh chị của chúng ta cũng có thể xem xét, cân nhắc. PTB Phú Tài. Đối với PTB thì đây cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt, và hiện tại thì Hùng đang thấy rằng PTB cũng đang có những cái điểm hình thành để hình thành nên một cái pha xu thế. Và đối với PTB thì Hùng đã phân tích với các anh chị đấy là nền giá 60. Nền giá 60 là một cái nền giá mà chúng ta sẽ lưu tâm cổ phiếu này, nền giá 60. STB. Đối với STB thì Hùng đã khuyến, à không nhầm, SBT. SBT thì Hùng thấy rằng là một cái nền tích lũy của SBT ở nền giá 20, thì khi đó Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trước Tết, khi mà STB có một cái nền tích lũy ở 20, thì sau đó thì trong những phiên, hai phiên gần đây, trong phiên ngày đấy thì trong phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay thì STB đã có những nhịp đánh lên rất là đẹp, tuy nhiên là thị trường của chúng ta đang chỉnh nên là STB đang có một cái cũng chỉnh theo và không đóng cửa, giữ được ở mức giá cao nhất. Tuy nhiên là nếu như sang tuần mà STB đóng cửa và vượt thoát được vùng 22, vượt thoát được vùng nền 22, đây vùng nền 22, thì như thế STB sẽ có một cái nhịp tăng rất là đẹp.
ở cái vùng 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 22 ở đây, vùng 22 đây là một cái vùng mà STB sẽ cần phải vượt qua, và khi vượt qua được vùng này thì rất là ok. Thì những anh chị đã mua được ở STB nền giá 20 thì chúng ta tiếp tục nắm giữ và tiếp tục quan sát các động thái tiếp theo của cổ phiếu. Ở VRC thì Hùng đã phân tích rồi. VRC thì sáng nay đã khuyến nghị các anh chị mua ở vùng giá 17.4 đến vùng giá 17.5. Và hiện tại thì kết phiên thì đóng cửa 18.15, và với một cái việc mà khi mà đánh khi mà lên như thế này thì chúng ta cũng 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 sẽ sớm phải 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 tạm chia tay cổ phiếu này. Tức là tạm chia tay là chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận và sau đó chúng ta sẽ cover lại. Bởi vì khi một cái lực đánh của cổ phiếu này nó sẽ không 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 chỉ đánh ngắn đâu. Các anh chị yên tâm như thế, và khi nào mà cover lại thì Hùng lại sẽ chat lên Zoom để cho các anh chị của chúng ta có thể biết được. Dược Hậu Giang, Vinamilk, Vinamilk cũng phân tích rồi. Dược Hậu Giang, DHG. DHG cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích xuyên suốt tất cả những cái mã, những cái bản điểm tin hàng tuần của Hùng Lê, và khi đó thì ở nền giá 80. Nền giá 80 là một cái nền giá mà xác lập được một cái pha xu thế của DHG, và khi cổ phiếu vượt thoát được nền giá 80 đây. Những cái phiên mà các anh chị đây Hùng có thể zoom lên to những cái phiên xác nhận. Đây những cái phiên xác nhận để cổ phiếu này vượt thoát khỏi vùng nền 80 thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tham gia mở mua mã cổ phiếu này. Và hiện tại thì DHG đã bước vào một nhịp tăng, và những cái nhịp tăng tăng mạnh như thế này thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê là nó cũng sẽ không bền đâu. Nó sẽ không bền, và chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ sẵn sàng thoát khi mà cổ phiếu này có những cái tín hiệu đảo chiều để bảo toàn lợi nhuận. Vinamilk Hùng đã phân tích rồi. Z Z cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích cho các anh chị rất là sớm, bởi vì Z cũng là một cái mã cổ phiếu cơ bản tốt, mã cổ phiếu cơ bản tốt, và lúc đó lúc những cái nền tảng tích lũy của Z tại vùng đây, đây chính là những cái nền tảng tích lũy của Duy tại nền giá 32. Tại nền giá 32 thì khi đó Hùng thấy rằng rất là ok đây. Thì lúc đó thì đã có những cái pha tín hiệu và những cái pha xu thế để đảm bảo rằng cổ phiếu này sẽ có một cái nhịp tăng giá mới, và hiện tại thì Duy cũng đã từ cái điểm phân tích này thì Duy cũng đã có một cái nhịp tăng rất là tốt. Và hiện tại thì sao? Hiện tại thì Z đang chạm về vùng kháng cự 30 Fibo 38.2, tức là chạm về vùng giá khoảng 34.5 đến vùng giá 35. Thì khi chạm về vùng này thì Z đã có những cái nhịp test lình xình. Thì sang tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, nếu như Z thủng vùng 34.8 thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải hiện thực hóa lợi nhuận, cần phải hiện thực hóa lợi nhuận, bởi vì là khi VNI của chúng ta cũng sẽ có những nhịp test chỉnh ở trong tuần tới, thì đồng nghĩa với việc là Duy cũng là một trong những cổ phiếu không sẽ không nằm ngoại lệ những cái sự chỉnh chung của thị trường. PC1 đối với PC1 thì Hùng thấy rằng là hiện tại PC1 cũng đang hình thành nên được một cái kênh xu thế tăng giá khá ok. Và cái nền giá mà PC1 thì cũng đã đề cập rồi, khoảng vùng giá 23 đến vùng giá 23.5, đấy là vùng mua mà đấy là vùng mở mua tối đa đối với cổ phiếu này. Và hiện tại thì PC1 cũng đang ở vùng giá 24.5, tức là cũng chưa tăng mạnh. Thì hiện tại thì khả năng thì PC1 sẽ test lại ở vùng 24 thôi, test lại ở vùng 24 và sẽ hình thành một cái điểm tăng từ đây, khi mà thị trường của chúng ta có một nhịp hồi phục mới từ nền 24. NT2 và PPC thì Hùng chỉ điểm qua thôi, bởi vì những cái mã cổ phiếu này là đã tăng rất là mạnh đó. NT2 các anh chị có thấy không ạ? Khi một cổ phiếu tăng mạnh thì tăng giá thì lúc đó thì nó sẽ có những cái đường đi nó rất là tuyệt vời, và khả năng thì NT2 sẽ chạm về vùng NT2 sẽ chạm về vùng 30. Ok.
lỗi nha. Nó đang bị lỗi. Nó đang bị lỗi không 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 vẽ được. Nó đang phần mềm nó đang bị lỗi một tí. NT2 thì đối với hiện tại những anh chị mà chúng ta có NT2 thì chúng ta cũng sẽ canh chốt PBC. Đó, PBC thì cũng đã trong những bản điểm tin trước thì cũng đã có phân tích đến PBC ở một cái nền giá 20, khi đó thì PBC đã vượt thoát thành công và như thế thì PBC sẽ có một cái nhịp tăng, và nhịp tăng này nó sẽ tăng đến đâu thì nó cũng sẽ tăng rất là mạnh. Ít nhất là sẽ chạm về vùng 25, và khả năng cao thì những cái cổ phiếu mà đánh theo những sóng lớn như thế này thì sẽ chạm về vùng 30. PBC trong nhịp này khả năng cũng sẽ chạm về vùng 30. Sẽ chạm về vùng 30. Tất nhiên là một lúc thì nó sẽ không thể đánh thẳng được. Trước mắt thì nó sẽ khoảng chạm về khoảng vùng 28 thì sẽ có những cái tuần test chỉnh để tích lũy để tiếp tục đi lên. QNS. Đối với QNS thì Hùng cũng đã khuyến nghị ở trên room với các anh chị. QNS thì hiện tại Hùng cũng đang thấy có một cái pha xu thế đi. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì nó đi cũng khá là chậm. Thì ở cái vùng mà có thể cơ cấu tối đa của cổ phiếu này đấy là 42.5. Nếu như anh chị nào mà có yêu thích thì có thể vào ở vùng 42.5 đến vùng giá 43. Hiện tại thì sau một phiên tăng mạnh thì QNS đang có 3 phiên test chỉnh. 3 phiên test chỉnh khá là đẹp. Đầu cơ chúng ta sẽ xem HAG. HAG thì sau một phiên đúng không? HAG có 3 phiên test, và vùng Hùng đã khuyến nghị các anh chị là vùng 5.15, đấy là những phiên test chỉnh rất là đẹp của HAG. Nếu như HAG không thủng vùng 5.15 này thì đây cũng có thể sẽ là một nhịp hình thành một cái trend xu thế mới, bẻ cái pha xu thế giảm giá ở trước đó. Làm pha xu thế ở trước đó thì vùng 5.15 là một cái vùng mà Hùng đã chat ở trên room cho các anh chị để các anh chị tiện theo dõi đối với cổ phiếu HAG. Chúng ta cùng xem SAM và CRE. SAM. SAM cũng là một mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng cũng đã phân tích và cho các anh chị đối với cổ phiếu này, thì đối với SAM thì hiện tại là đã chạm về vùng gần vùng 7.6. 7.6 thì khả năng thì SAM sẽ tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây. Thì đối với SAM thì các anh chị nào đang có thì chúng ta cũng sẽ xem để chúng ta chốt rồi. CRE cũng là một mã cổ phiếu đầu cơ. Tuyệt vời, CRE thì đã có một cái nhịp tăng, và CRE thì nếu như tại vì CRE thì nó Hùng Lê cũng phát hiện hơi chậm, nhưng nếu mà Hùng Lê phát hiện sớm thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị cho các anh chị ở khoảng vùng giá 26.5. Ở vùng 26.5 là một vùng hợp lý để chúng ta có thể mở mua điểm mua của cổ phiếu đầu cơ này, nhưng mà vì lúc đó thì Hùng cũng đang bận và Hùng không kịp nên là CRE đã chạy lên vùng 28.5 rồi, thì khả năng là CRE sẽ tiệm cận lại về vùng đỉnh cũ là vùng 29.5. Ok, đây là một mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta cũng sẽ không thể phân tích được. Và thêm một cái mã cổ phiếu nữa các anh chị lưu tâm lúc giúp Hùng Lê, đấy là cổ phiếu VGI. Đối với VGI thì đây là một mã cổ phiếu mới lên sàn, tuy nhiên Hùng thấy rằng hiện tại đang có những trend sóng, những sóng khá là rõ của cổ phiếu này. Cổ phiếu này đang đi rất là đẹp thì Hùng đang tính toán ở một cái tọa độ chúng ta ở quanh vùng giá 17. 17 thì chúng ta có thể mở gom. Tại vì một số các anh chị có bảo là có nhận thấy nhưng mà mua không kịp thì chúng ta cũng không có gì phải vội vàng cả. Chúng ta sẽ canh lại ở quanh 17 thì đây cũng sẽ là một vùng khá là hợp lý của VGI. Ok, bản điểm tin của chúng ta hiện tại đã là 1:33 thì nó cũng đã khá là dài rồi, thì chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Thì về xu thế của thị trường thì cũng đã khuyến nghị cho các anh chị rồi, những ai cầm cổ phiếu và những ai cầm tiền mặt thì chúng ta sẽ có những hành động ở trong tuần tới.
Và Hùng lại nhắc lại một lần nữa là tuần tới sẽ là một cái tuần mà thị trường của chúng ta sẽ có những cái sự biến chuyển, sẽ có những trụ thay thế đỡ nhau và sẽ có những phiên tăng giảm đan xen nhau, sẽ không có những phiên tăng mạnh như tuần vừa qua. Và các anh chị cũng trong quá trình giao dịch cũng lưu tâm hết sức là cẩn thận. Và những anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì trên chưa đăng ký kênh chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 ở trên kênh YouTube thì các anh chị vui lòng chúng ta đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất của Hùng Lê. Và những anh chị nào chưa tham gia nhóm Chiến binh Samurai 01 thì các anh chị cũng vui lòng add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968279555 để chúng ta cùng tham gia ở trên nhóm chứng khoán, trên nhóm diễn đàn đó để chúng ta có kịp thời cập nhật những cái bản tin, những cái thông tin tốt nhất của team Hùng Lê mang lại. Một lần nữa, kính chúc quý anh chị nhà đầu tư một năm mới đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.